Xin chào bác. Các bác thấy cái túi vải này có to không ạ? Đây. Như cái túi này đường kính hẳn 80. Đường kính 80. Nó rất là to. Thì hiện tại bên em có rất nhiều kích thước túi vải. Bên em có rất nhiều kích thước từ bé nhất là 20 cm. Đây, ví dụ như cái bầu này. Đây. Đây là cái túi vải kích thước 20 cm. Đó. Đến to nhất là đến 70-80 cm. Cái cỡ nhỏ nhất này thì nó không có quai. Rộng 20, rộng 25 thì nó không có quai. Còn từ rộng 30 trở lên là nó có 2 quai. Còn 70-80 thì nó có 4 quai. Đây. Đây như cỡ này là có 4 quai này. Đó. Túi vải nó rất là bền. Đó, thứ nhất nó rất là bền. Để ngoài trời như này nó được độ bền được trên 5 năm. Đây, rất là bền. Các bác trồng túi vải này thì các bác rất là tiện. Thì sau này ví dụ các bác trồng, các bác bán cây này đi thì các bác chỉ việc khênh cây này bán, không mất cái công. Không mất công các bác đào. Đào thì sẽ mất, ví dụ các bác không đào được, các bác thuê người cũng mất tiền. Đấy, còn bác trồng luôn một cái túi vải này thì lúc ai mua thì chỉ việc khênh lên xe thôi. Những cây to có thể cẩu, còn những cây bé thì khênh xách lên xe rất là tiện. Đó, thì bác nào có nhu cầu mua túi vải dùng để trồng cây. Đây, em có rất nhiều kích thước từ 20, rộng 20, rộng 30, rộng 40, rộng 50, rộng 60, rộng 70, rộng 80. Bác nào có nhu cầu cần những kích thước nào thì liên hệ đến số điện thoại là 0375 524 180. Số điện thoại em dùng là Zalo. Các bác có thể gọi điện, các bác nhắn tin Zalo đều được. Đây những cái túi vải to này. Đấy, ngoài túi to em có túi bé rất là nhiều. Đó. Bên này thì túi bầu thôi. Túi bầu thì em có hơn chục kích thước. Đó, từ to đến bé. Ok, xin chào bác.